Thưa quý vị, để chuyển đổi số thành công, doanh nghiệp không chỉ đầu tư mua sắm trang thiết bị, mà quan trọng hơn là phải đổi mới tư duy, đổi mới mô hình kinh doanh, xác lập mô hình quản trị dựa trên công nghệ số. Đây là những thông tin đưa ra tại chuỗi sự kiện trưng bày triển lãm, hội thảo, báo cáo chuyên đề về ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh và đời sống do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa tổ chức. Tại đây, các chuyên gia đơn vị doanh nghiệp đã cùng chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về hướng đi cũng như giải pháp cho doanh nghiệp vừa, nhỏ trước yêu cầu bắt buộc phải chuyển đổi số mà cuộc cách mạng lần thứ tư mang lại. Câu chuyện chuyển đổi số nói chung và dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng đã và đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Bởi trước tác động của đại dịch COVID-19, chuyển đổi số không còn là tầm nhìn, là khuyến khích nữa, mà đã trở thành nhu cầu bắt buộc, là một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp vượt thách thức để phục hồi và phát triển. Các doanh nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang tìm giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực lợi thế cạnh tranh, tạo ra giá trị mới. Bên chúng tôi thì thường là nhập khẩu những công nghệ, mang những công nghệ tiên tiến của thế giới về Việt Nam để giúp những công ty Việt Nam đột phá trong lĩnh vực sản xuất và tiết kiệm chi phí trong việc mà thiết kế design, nâng cấp sản phẩm. Vì vậy mà chúng tôi cần là quảng bá rất là nhiều đến những cái doanh nghiệp và những cái công ty trên địa bàn của tỉnh mình, thành phố mình. Cho nên là có những cái buổi tổ chức hội thảo như vậy là rất cần thiết và rất thiết thực cho những doanh nghiệp. Công ty cổ phần công nghệ môi trường Nano Việt mang đến ngày hội công nghệ rất là nhiều những dòng sản phẩm được làm từ những hạt nano bạc, rất là thiết thực cho cuộc sống hàng ngày, được sử dụng cho cây trồng, nuôi trồng thủy hải sản và chăn nuôi, là mong muốn của công ty mang đến ngày hội FAO công nghệ này rất là nhiều những sản phẩm để đưa đến tận tay người tiêu dùng nhiều hơn. Công ty của tôi là đang kinh doanh về một dòng sản phẩm về danh thiếp điện tử và một app thông minh giúp cho các doanh nghiệp có thể kết nối được với nhau trên nền tảng và đồng thời tạo ra một cái danh thiếp điện tử để có thể mình chia sẻ thông tin của mình nhanh chóng hơn trên nền tảng online. Để doanh nghiệp thấy rõ những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại, tỉnh đã triển khai đa dạng hóa các chương trình, huy động các nguồn lực và các chính sách cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số thành công. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã chủ động nhiều giải pháp để đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó nổi bật là việc tổ chức các hội thảo, hội nghị, gặp gỡ doanh nghiệp nhằm tuyên truyền phổ biến những cơ chế và chính sách ưu đãi của tỉnh liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ để doanh nghiệp được thụ hưởng theo quy định. Đồng hành cùng doanh nghiệp trong ứng dụng, chuyển giao các công nghệ mới vào phát triển sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong khi đó, Sở Thông tin và Truyền thông đang tập trung hướng dẫn thúc đẩy các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai chuyển đổi số, thực hiện chuyển đổi mô hình kinh doanh trực tuyến hiệu quả, tối ưu hóa hoạt động sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế số. Với mục tiêu đặt ra, cuối năm 2022, tỉnh có khoảng 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện chuyển đổi số. Sở Khoa học Công nghệ đã phối hợp với các sở ngành có liên quan, các viện trường, các nhà khoa học chuyên gia, các doanh nghiệp khoa học công nghệ để tổ chức cái hội thảo chuyển đổi số đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cái bối cảnh là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thì ban tổ chức qua cái hội thảo thì ban tổ chức rất là mong muốn, thứ nhất thì đánh giá được cái hiệu quả và cái hạn chế đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong vấn đề chuyển đổi số ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thứ hai là đánh giá được cái thuận lợi khó khăn trong vấn đề triển khai thực hiện chuyển đổi số. Ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh đã đề ra một số cái mục tiêu, chỉ tiêu để liên quan để thực hiện các cái nhiệm vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Duy trì tên miền năm tiếp theo được tặng website đăng tải 150 sản phẩm, hỗ trợ kết nối tự động với sàn thương mại điện tử, các nền tảng thanh toán và vận chuyển, chứng chỉ bảo mật đảm bảo giao dịch an toàn và hiệu quả, hỗ trợ tập huấn để nắm rõ được cách xây dựng và vận hành website một cách đơn giản nhất, hiệu quả nhất. Theo các chuyên gia kinh tế, từ năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và hiệu quả do ứng dụng chuyển đổi số mang lại, nên tốc độ chuyển đổi số của doanh nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu đã có chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên, các ứng dụng chuyển đổi số của doanh nghiệp chủ yếu vẫn là các phần mềm kế toán, quản lý bán hàng bắt buộc phải thực hiện. Thực tế, do vốn ít, chất lượng nhân lực chưa cao, người đứng đầu các doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư dài hạn vào các giải pháp công nghệ để tạo ra sản phẩm dịch vụ mới. Hiện các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp phải nhiều thách thức như cạnh tranh, khách hàng thế hệ mới, năng lực, yếu tố không lường trước như thiên tai dịch bệnh. Các chuyên gia kinh tế cho rằng để chuyển đổi số thành công, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần có giải pháp cụ thể phù hợp với loại hình kinh doanh của mình, tăng trải nghiệm, gắn kết quan hệ khách hàng. Việc áp dụng công nghệ số cần phải tối ưu hóa các hệ thống trong quá trình tổ chức thực hiện, đầu tư các trang thiết bị. Cùng với đó, nguồn nhân lực cũng phải đảm bảo về số lượng, chất lượng và được đào tạo đúng ngành nghề chuyên môn. Chuyển đổi số phải xuất phát từ tư duy, nhận thức cũng như cần thực hiện xuyên suốt đồng bộ với tầm nhìn định hướng chiến lược. Trong cái thời kỳ vừa qua là cái dịch Covid kéo dài dẫn đến các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp rất là nhiều các khó khăn trong công việc, như là cái sự kết nối, bởi vì khi mà mọi cái việc mà đóng lại thì kết nối là rất là khó khăn và rất cần thiết. Thế nên để chuyển đổi kỹ thuật số rất tốt cho doanh nghiệp trong vấn đề quản trị, điều hành doanh nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh. Chính phủ đã ra một cái yêu cầu là Việt Nam phải thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025 và hướng đến mục tiêu là 2030. Thì chúng ta thấy rõ ràng là nguồn lực của chúng ta cực kỳ yếu và chúng ta phải nghĩ cách làm sao đó để đào tạo cho ra được cái nguồn nhân lực này càng nhanh càng tốt. Vừa giỏi về công nghệ mà vừa phải giỏi về ngoại ngữ, biết cách giao tiếp, biết cách làm việc nhóm, biết cách tự xử lý và giải quyết vấn đề. Thì đó là một trong những cái yêu cầu mà trong những năm tiếp theo chúng ta sẽ đối mặt rất là lớn. Công nghệ số là nó thay đổi, tức là chúng ta sử dụng dữ liệu, xong rồi chúng ta phân tích dữ liệu và chúng ta ra quyết định. Và dữ liệu đó nó thay đổi hàng ngày, chúng ta phải làm rất là nhanh, nhanh hơn competitor, nhanh hơn đối thủ cạnh tranh thì chúng ta mới thắng. Mà để muốn làm nhanh như vậy là buộc là tất cả con người nó phải phối hợp với nhau, nhịp nhàng. Thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số đang được quan tâm với nhiều chương trình chính sách từ trung ương đến địa phương, với mục tiêu nâng cao năng lực, cắt giảm chi phí để tồn tại và phát triển. Đối với doanh nghiệp, chuyển đổi số cũng là chìa khóa giúp doanh nghiệp thích ứng trong bối cảnh mới. Thưa quý vị, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thông tư số 120 năm 2021 của Bộ Tài chính đã giảm hàng loạt các loại phí, lệ phí, trong đó có lệ phí làm căn cước công dân gắn chip. Ngày 30 tháng 6 tới đây sẽ là hạn cuối được giảm lệ phí làm căn cước công dân gắn chip. Hiện nay, người dân đi làm căn cước công dân gắn chip đang được giảm 50% mức lệ phí. Tuy nhiên, mức phí ưu đãi này chỉ được áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Sau ngày này, người dân đi làm căn cước công dân gắn chip sẽ phải trả mức phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59, ban hành ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính. Cụ thể, mức thu như sau. Trường hợp chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số hoặc 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân áp dụng tới ngày 30 tháng 6 là 15.000 đồng một thẻ, sau đó sẽ thu 30.000 đồng một thẻ. Trường hợp thẻ căn cước công dân bị hư hỏng không sử dụng được, thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên, đặc điểm nhận dạng, xác định lại giới tính, quê quán, có sai sót về thông tin trên thẻ. Khi công dân có yêu cầu thì chỉ cần nộp 25.000 đồng một thẻ tới ngày 30 tháng 6, sau đó tính 50.000 đồng một thẻ. Trường hợp cấp lại thẻ căn cước công dân đã bị mất, được trở lại quốc tịch Việt Nam, theo quy định của luật quốc tịch Việt Nam, mức lệ phí đến ngày 30 tháng 6 là 35.000 đồng một thẻ, nhưng sau đó là 70.000 đồng một thẻ. Thưa quý vị, đánh dấu bước chuyển đổi số của ngành tài chính, 30 tháng 6 năm 2022 cũng là thời điểm cuối cùng các doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn giấy. Theo Nghị định số 123/2020 của Chính phủ, doanh nghiệp tổ chức kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19 tháng 10 năm 2020 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đó đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.
thay vì sử dụng hóa đơn giấy. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, các doanh nghiệp tổ chức cá nhân kinh doanh sẽ phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Hiện nay, 63 tỉnh thành trên cả nước đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Mặc dù còn nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhưng việc áp dụng hóa đơn điện tử cũng cho thấy nhiều lợi ích, như giúp người sử dụng hóa đơn, người nhận hóa đơn tiết kiệm chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính, giảm thiểu rủi ro trong quá trình sử dụng, tránh thất thoát, cháy hỏng hóa đơn, giúp doanh nghiệp đẩy mạnh áp dụng số hóa, cơ quan nhà nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Công nghệ và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thân ái chào tạm biệt.